Chiều 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thành phố Thủ Dầu Một tạm giữ C, 37 tuổi, quê Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết hại bà Nguyễn Thị Nguyệt, 59 tuổi, quê Đắk Lắk, mẹ kế của C. Theo thông tin ban đầu, sau khi giết hại bà Nguyệt, C đã chủ động gọi điện cho cha tự nhận mình đã giết mẹ kế vào sáng cùng ngày, sau đó chủ động gọi điện trình báo công an. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng 14 tháng 4, người chồng đi làm về phòng trọ thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nguyệt đã tử vong, trên người có vết thương. Trong khi đó, cô gái là con riêng của anh này có dấu hiệu bất thường. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đề nghị truy tố vụ án hình sự đối với bị can Lê Văn Hùng, sinh năm 1974, ngụ xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại một trường tiểu học thuộc xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022, Hùng lợi dụng việc được phân công chủ nhiệm các lớp 3, 4, 5 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần đối với 5 học sinh nam tại trường. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết hành vi của Hùng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến nhân phẩm của trẻ em, làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các em học sinh, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Ngày 14 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết tạm giữ hình sự ông Trần Văn Trường, 69 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi đánh em ruột tử vong. Khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 4, ông Trường đi công việc về thì gặp Quy, 64 tuổi, đứng trước cửa nhà mình. Thấy anh trai, Quy đã liền chửi với những lời lẽ khó nghe như anh ngu, dòng thư ngu, đồ điên. Bị em ruột chửi, ông Trường nói không nhịn, sợ đánh. Nghe anh trai nói vậy, ông Quy liền giật cây sắt dài khoảng 70cm đánh về phía ông Trường. Hai bên giằng co, ông Trường giật được đoạn sắt rồi đánh vào đầu ông Quy gây thương tích. Đánh em trai xong, ông Trường bỏ chạy, vứt đoạn sắt lại hiện trường. Ông Quy được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chấn thương sọ não. Sau khi hai em trai mình tử vong, ông Trường đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Đinh Thành Hiếu, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú thành phố Châu Đốc về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác để chiếm đoạt tài sản. Hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, đầu tháng 8 năm 2022, Hiếu lên mạng xã hội tìm mua bộ quân phục công an nhân dân quân hàm cấp trung tá với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Hiếu chụp ảnh đang mặc quân phục công an nhân dân đăng lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm kết bạn với những người phụ nữ có điều kiện kinh tế. Hiếu gửi ảnh mặc trang phục công an và giới thiệu công tác ở Bộ Công an. Theo đó, Hiếu đã chiếm đoạt tài sản của khoảng 9 phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền trên 126 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc bản đồ Grab hiển thị không chính xác tên nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, công ty Grab Việt Nam đã nhận thức được tính nghiêm trọng và triển khai ngay các biện pháp rà soát, cập nhật dữ liệu bản đồ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia Việt Nam. Qua đó, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt công ty Grab Việt Nam 60 triệu đồng do hình ảnh bản đồ ứng dụng của Grab hiển thị không chính xác tên nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Công ty Grab Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm B khoản 7 điều 102 Nghị định số 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngày 14 tháng 4, Sở Kế hoạch Đầu tư Kon Tum cho biết đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thủy điện Đắc Si 2 ở xã Tây Sang, huyện Tu Mờ Trong, tỉnh Kon Tum vì chủ đầu tư không thực hiện ký quỹ bảo đảm, chưa triển khai dự án trên thực tế, vi phạm giấy chứng nhận đầu tư. Còn theo Sở Công Thương Kon Tum cho biết, ban đầu nhà đầu tư cũng nộp tiền ký quỹ, nhưng sau đó do có khó khăn đã tự ý liên hệ ngân hàng trước khi chưa có ý kiến của Sở Công Thương, Sở Tài chính. Thủy điện Đắc Si 2 có công suất 3,4 MW, tổng mức đầu tư 131 tỷ đồng do công ty cổ phần thủy điện Trinh 2 Đắc Si làm chủ đầu tư. Dự án được cấp chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2010, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2023. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trong số 15 bị can có 2 bị can đang là sinh viên theo học ở các trường đại học cao đẳng, 5 bị can còn đang là học sinh của các trường trung học phổ thông và 8 bị can là lao động tự do. Công an quận 12 cho biết các bị can bị đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo khi tham gia các mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook đã thay đổi kết cấu độ xe, tham gia thành đoàn, nẹt vô, so kè với tốc độ cao trên đường DN6 hướng ra quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Tân Hưng Thuận, quận 12 vào 14 giờ ngày 26 tháng 3.
ngày 14 tháng 4, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu và Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã trả lời về việc xử lý tình trạng chặn suối Lương ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, bê tông hóa dòng sông Luông Đuông ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang để làm du lịch. Liên quan đến việc chặn dòng suối Lương để làm du lịch, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho hay, từ khi làm hầm đường bộ Hải Vân, nguồn nước suối đổ về đã không còn. Lượng nước đọng trong suối chủ yếu là nước mưa. Người dân lợi dụng việc này để chặn dòng làm du lịch. Do quản lý thiếu sâu sát nên dẫn đến tình trạng lấn dòng, chặn dòng. Đối với việc bê tông hóa dòng Luông Đuông, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng huyện đã tiến hành kiểm tra. Riêng khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài do công ty cổ phần DHC Suối Đôi làm chủ đầu tư đã được phê duyệt làm khu du lịch. Nhưng trong quá trình làm thêm, chủ đầu tư đã xây kè thêm hơn 7 mét chặn dòng suối khi chưa được cấp phép. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã ra quyết định xử phạt 170 triệu đồng đối với DHC, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư trong 60 ngày phải trả lại hiện trạng ban đầu của dòng suối.